Sáng nay ngày 5 tháng 1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị lần thứ 8 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí Isang Gri Nekernung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hờ Diêm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tôi xin mạng phép. Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tập trung củng cố kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hóa hình thức tập hợp vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng. Cuộc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo nhận được sự đóng góp nhiệt tình của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nâng tổng quỹ vận động được lên trên 36,4 tỷ đồng. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu thực chất. Hoạt động giám sát phản biện xã hội của mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên chú trọng triển khai, bám sát các vấn đề lĩnh vực được xã hội quan tâm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã làm tốt vai trò cầu nối, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh đến cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết từ cơ sở. Những kết quả trên các lĩnh vực công tác của mặt trận các cấp đã góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Isang Gri Nekernung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Tăng cường công tác tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và củng cố hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.